Chào các em, hôm nay cô rất vui khi được hướng dẫn cho em ôn tập và rèn luyện ngữ văn chính. Hôm nay cô sẽ ôn tập cho các em văn nghị luận. Và dạng đề ôn tập là dạng đề tổng hợp hai tác phẩm. Đề của cô cho là Vẻ đẹp của người lính qua hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và bài thơ Tiểu đội xa không kính của Phạm Tiến Duật. Được kiểu bài này thì các em cần phải nắm cho được tác giả, nắm về cuộc đời của tác giả, nắm cho được những cái nét chính về tác phẩm, nắm chắc nội dung nghệ thuật của cả là hai bài thơ. Thì để nắm về tác giả, về Chính Hữu, các em phải nhớ cho cô, ông là nhà thơ quân đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông chỉ viết về người lính và chiến tranh. Thơ của ông thì cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh cô đọng, hàm súc. Về Phạm Tiến Duật, thì Phạm Tiến Duật là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ chống Mỹ. Thơ ông tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giọng điệu thơ sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên, tinh nghịch mà sâu sắc. Về bài thơ Đồng chí thì các em phải nắm cho được hoàn cảnh ra đời là ra đời đầu năm 1948 sau chiến dịch Việt Bắc, in trong tập Đầu súng trăng treo. Tình về nội dung thì bài thơ là ca ngợi tình đồng chí đồng đội keo sơn thấm thiết, vẽ nên hình ảnh chân thực giản dị mà cao đẹp về anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp. Bài thơ chia ra làm 3 đoạn. 7 câu đầu là cơ sở hình thành tình đồng chí, 10 câu tiếp theo là những biểu hiện của tình đồng chí và đoạn cuối là bức tranh đẹp về tình đồng chí. Còn bài thơ về tiểu đội xa không kính. Về hoàn cảnh ra đời thì sáng tác năm 1969 khi ông tham gia binh đoàn vận tải, in trong tập Vầng trăng quần lửa. Nhan đề của bài thơ này lạ và độc đáo. Nhưng cái lạ độc đáo đó lại làm nói rõ hình ảnh trung tâm của bài thơ là những chiếc xe không kính và cái chất thơ, cái chất lãng mạn trong cuộc sống chiến đấu của những người lính trẻ. Nội dung của bài thơ thì đã khắc họa hình ảnh những chiếc xe không kính nhằm làm nổi bật hình ảnh của những người lính lái xe hiên ngang, lạc quan, dũng cảm, yêu nước, bất chấp khó khăn nguy hiểm để chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Còn về nội dung của hai bài thơ thì em cần nắm cho cô ở bài Đồng chí. Thì bài Đồng chí, cái ý thứ nhất là cơ sở hình thành tình đồng chí, cái thứ hai là những biểu hiện của tình đồng chí và nội dung thứ ba là bức tranh đẹp về tình đồng chí. Còn bài thơ về tiểu đội xa không kính thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là hình ảnh những chiếc xa không kính và nội dung thứ hai là hình ảnh của những người lính lái xe và tiểu đội lính lái xe. Của cả hai bài. Bài Đồng chí thì em cần nắm chắc nghệ thuật, đó là giọng điệu thủ thỉ tâm tình, hình ảnh thơ chân thực, giàu sức biểu cảm. Vận dụng thành ngữ, hóa ngữ dụ, liệt kê. Thể thơ tự do và hình ảnh gợi cảm cô đơn. Còn về bài thơ Tiểu đội xa không kính, nghệ thuật thì các em cũng nói về giọng thơ. Thì giọng thơ của Phạm Tiến Duật là giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên, khỏe khoắn, ngang tàng, hình ảnh độc thơ, độc đáo. Các em chú ý đến các biện pháp tu từ, điệp ngữ, hoán dụ, ẩn dụ. Và trên cơ sở các em nắm đầy đủ những cái kiến thức cơ bản đó thì các em sẽ bước vào, các em là thiết lập cho mình cái dàn ý để làm bài. Ở phần mở bài, như cô đã dặn các em là ta sẽ có 3 phần: dẫn dắt vào đề, nêu vấn đề cần phân tích, chuyển ý và trích dẫn nếu có. Thì ở cái phần dẫn dắt vào đề, các em sẽ dẫn dắt từ hình tượng người lính trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ đó em đi qua, em giới thiệu nhà thơ Chính Hữu với bài thơ Đồng chí và Phạm Tiến Duật
với bài thơ về tiểu đội Sa Không Kính. Ở phần nêu vấn đề, em phải nêu rõ là hai bài thơ này đều là ca ngợi cái vẻ đẹp của người lính. Ở còn phần thân bài, thì phần thân bài đầu tiên, em thấy là từ những kiến thức cơ bản ở trên, thì chúng ta sẽ đưa vào, ta lấy vợ, lấy cái phần hoàn cảnh ra đời của hai bài thơ ta đưa vào đây. Bài Đồng Chí thì ra đời đầu năm 1948 sau chiến dịch Việt Bắc 1947 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Bài thơ ca ngợi tình đồng chí, đồng đội keo sơn thấm thiết, vẽ nên những hình ảnh chân thực, giản dị mà cao đẹp về anh bộ đội ở thời kháng chiến chống Pháp. Còn bài thơ về tiểu đội Sa Không Kính thì sáng tác năm 1969 khi ông tham gia binh đoàn vận tải trong thời kỳ chống Mỹ. Bài thơ khắc họa thành công hình ảnh những chiếc xe không kính nhằm làm nổi bật lên hình ảnh của những người lính lái xe hiên ngang, lạc quan, dũng cảm, yêu nước, bất chấp khó khăn nguy hiểm để chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì đó là phần tổng mà cô đã từng dạy các em ở trên lớp. Sau đó ta đi qua phần thứ hai là ta đi qua cái phần phân tích. Thì ta sẽ phân tích vẻ đẹp của người lính. Trước hết, ta nói đến cái vẻ đẹp của người lính, đó là những con người tràn đầy niềm lạc quan yêu đời. Sau khi em nêu cái vẻ đẹp thứ nhất ra, thì em lần lượt em đưa cái bài thơ đồng chí vào. Em chọn lọc những hình ảnh chi tiết để các em làm bật lên cái vẻ đẹp này. Thì ở bài đồng chí, các em sẽ nói đến là hình ảnh của người lính với những cái thiếu thốn, những cái cơn sốt rét kinh người qua những cái chi tiết thơ như là vầng trán ướt mồ hôi, áo rách vai, quần vải mảnh vá, chân không giày. Để nêu ra những chi tiết này để thấy được những cái thiếu thốn, những cái khó khăn mà người lính thời chống Pháp phải trải qua. Bên cạnh đó, các em sẽ phân tích cho cô cái hình ảnh miệng cười buốt giá. Thì đây là hình ảnh tiêu biểu nhất cho thấy cái thái độ lạc quan, coi thường mọi thử thách, mọi khó khăn. Và đặc biệt là em phân tích bật cho được cái hình ảnh tay nắm lấy bàn tay. Tay nắm lấy bàn tay là thể hiện tình đồng đội gắn bó, là lòng quyết tâm, là lời động viên, nhắc nhở nhau là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi các em đã phân tích vẻ đẹp của người lính, cái tinh thần lạc quan của người lính trong bài đồng chí, thì em đi qua các em phân tích cái tinh thần lạc quan của người lính trong bài thơ về tiểu đội Sa Không Kính. Thì trong bài thơ về tiểu đội Sa Không Kính, các em thấy những người lính thời chống Mỹ, họ là những con người sống vui vẻ, hồn nhiên, tinh nghịch, bất chấp khó khăn gian khổ, qua cái nghệ thuật lập cấu trúc, không có kính, ừ thì, cùng với việc sử dụng cái kết cấu lặp lại, chưa cần rửa, chưa cần thay, cùng với các hình ảnh thơ độc đáo, phì phèo trăm điếu thuốc, gió lùa, mau khô thôi. Để từ đó ta làm bật lên cái tinh thần lạc quan của những con người hàng ngày phải đối mặt với bom đạn của kẻ thù trên tuyến đường Trường Sơn. Để thấy được cái ý chí, cái nghị lực cũng như là lòng yêu nước của chính họ. Sau khi em đã làm bật lên cái vẻ đẹp, tinh thần lạc quan của người lính, thì em nói đến cái vẻ đẹp thứ hai là người lính là những con người ấm tình đồng chí, tình đồng đội. Ở bài đồng chí thì tình đồng chí, tình đồng đội nó lại là một cái mạch xuyên suốt toàn bộ tác phẩm và nó hiện lên thật rõ nét với những cái biểu hiện khác nhau. Trước hết, những người lính họ là những người luôn thấu hiểu từng tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của nhau.
họ thấu hiểu cảnh ngộ, thấu hiểu cả nỗi nhớ quê hương luôn thường trực trong tâm hồn của họ. Ở đoạn này thì các em sẽ trích thơ từ cái đoạn là giếng nước gốc đa, nhớ người ra lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, xúc run người, vầng trán ướt mồ hôi. Rồi sau khi đã trình bày xong cái luận cứ trên, các em sang luận cứ thứ hai, đó là người lính là những con người luôn đồng cam, cộng khổ, san sẻ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống quân ngũ. Thì cái đoạn này em sẽ trích dẫn từ là áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá trên không dày, thương nhau, tay nắm lấy bàn tay. Tình đồng chí, tình đồng đội của họ thể hiện qua cái sự yêu thương gắn bó, luôn sẵn sàng sẻ chia và cùng nhau vượt qua gian khổ. Còn ở bài thơ Tiểu đội xa không kính thì tình đồng chí, đồng đội của họ rất là sâu sắc, thể hiện rõ nét qua cái bắt tay. Cái bắt tay ấy là cái bắt tay trang chứa biết bao tình cảm. Cái bắt tay qua cửa kính vỡ rồi, cũng giống như bài đồng chí của Chính Hữu, cái bắt tay ấy cũng là cái bắt tay động viên, cũng là cái bắt tay là thể hiện quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tình đồng chí của họ, của những người lính thời chống Mỹ, thể hiện qua cái chi tiết chung bắt đũa, nghĩa là gia đình đấy. Cái cách suy nghĩ của họ đơn giản vô cùng nhưng cao đẹp vô cùng. Ta nhận thấy họ là những con người quý từng giây, từng phút khi gặp nhau. Vẻ đẹp thứ ba của người lính, đó là những người lính trong hai bài thơ đều hiện lên với tư thế ung dung, hiên ngang, bất khuất. Trong bài đồng chí của Chính Hữu thì cái tư thế hiên ngang, ung dung ấy thể hiện qua chi tiết chờ giặc tới. Cái hình ảnh này vẽ lên trước mắt chúng ta, tư thế của những người lính là tư thế chủ động, hiên ngang, sẵn sàng chiến đấu với quân giặc, không một chút lo lắng, không một chút sợ hãi. Còn trong bài thơ về tiểu đội xa không kính thì trên cái nền của cái cuộc chiến đấu tàn khốc ấy, hình ảnh của những người lính hiện lên với tư thế ung dung, điềm tĩnh, với phép liệt kê, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, giúp ta nhận ra cái tư thế vững vàng, hiên ngang, bình thản của họ. Cái tư thế ung dung, hiên ngang, bất khuất của những người lính còn được thể hiện chân thực và rõ nét qua những hình ảnh hòa nhập vào thiên nhiên. Nhìn thấy gió vào soi mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa vào buồng lái. Đẹp vô cùng, phải không các em? Sau khi các em đã phân tích ba vẻ đẹp của người lính thì các em phải bước qua cái bước đánh giá. Đây là cái bước là trong cái bài thi của chúng ta là cái bước đạt được một điểm. Nếu các em bỏ qua cái bước này thì em sẽ mất đi cái điểm ở phần này. Để đánh giá thì các em sẽ nhìn nội dung nghệ thuật của cả hai bài thơ, em tìm ra điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa hai bài thơ hoặc giữa hai tác giả. Về điểm giống nhau thì cả hai tác giả đều khắc họa thành công vẻ đẹp chung của những người lính về lý tưởng chiến đấu, về ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc cùng với tinh thần dũng cảm, yêu nước mãnh liệt. Đồng thời là họ đều sử dụng cái sức mạnh của tình đồng chí, tình đồng đội để vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Còn về điểm khác nhau thì vẻ đẹp của người lính được khám phá ở cái là một phương diện riêng, có nghĩa là mỗi một tác giả có một cái nét riêng. Ở bài đồng chí thì tác giả Chính Hữu
khắc họa vẻ đẹp của người nông dân mặc áo lính thông qua sự mộc mạc, chân chất và sự quyện hòa giữa chất hiện thực với chất lãng mạn. Còn trong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, thì tác giả đem đến bức chân dung người chiến sĩ lái xe trẻ trung, sôi nổi, ngang tàn qua cái nhìn đậm chất hiện thực về cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Và sau cái bước đánh giá, em bước qua là phần kết bài. Em khẳng định lại đồng chí của Chính Hữu và bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đều đã khắc họa một cách chân thực và rõ nét vẻ đẹp của những người lính trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Những người lính ấy đã góp phần vẽ nên những trang sử hào hùng của dân tộc, của non sông, đất nước. Và cuối cùng là các em trình bày suy nghĩ của bản thân em. Thì đó là toàn bộ cái bài văn vẻ đẹp về người lính trong hai bài thơ. Đồng chí của Chính Hữu, bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Thì trên cơ sở dàn ý cô đã hướng dẫn, thì cô lại cho các em một cái bài tập rèn luyện. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là nguồn cảm hứng bất tận với thi nhân. Hãy trình bày vẻ đẹp của mùa xuân qua hai đoạn trích sau đây. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. Ơi con chim chiềng chiềng, hót chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Trích trong mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Với cái vẻ đẹp mùa xuân, trong cảnh ngày xuân của Nguyễn Du. Ngày xuân con án đưa thôi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thì cái đề dàn bài này, cái đề này cô cho tương tự với lại cái dàn bài trên. Nghĩa là dàn bài cô vừa dẫn các em là chuyên đề về người lính, thì cái dàn bài cô cho các em là chuyên đề về mùa xuân. Các em hãy dựa vào cái dàn bài cô đã cho ở trên để lập dàn bài cho cái chuyên đề này. Và hãy cố gắng lập để quen tay. Và đây là một cái dạng đề thi ở câu 4 điểm mà các em sẽ thi ở tuyển sinh 10. Cảm ơn các em đã nghe cô giảng bài.